chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh của mình Viva Rosé. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn móc một chiếc áo ghi lê cổ tròn và có sỉ tà như thế này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luôn nha. Thì trước khi mà bắt đầu móc, mình sẽ nói về cái bước để móc một chiếc áo ghi lê cổ tròn và có sỉ tà như thế này để các bạn sẽ dễ hình dung hơn trong quá trình móc. Thì đầu tiên đó là phần kích thước của chiếc áo. Thì phần kích thước cụ thể của chiếc áo này mình sẽ để ở phần bình luận của video này để các bạn sẽ tiện dễ theo dõi hơn. Và chiếc áo này gồm có hai mặt, mặt trước và mặt sau. Thì mình gọi mặt trước là mặt thứ nhất và mặt sau là mặt thứ hai. Thì bước đầu tiên đó là các bạn sẽ bước vào và móc phần viền cho mặt thứ nhất. Bước thứ hai đó là các bạn sẽ móc phần thân dưới cho mặt thứ nhất. Và bước thứ ba đó là các bạn sẽ móc phần thân trên và tạo phần nách cho mặt thứ nhất. Và bước thứ tư đó là các bạn sẽ tạo phần cổ tròn cho mặt thứ nhất. Và bước thứ năm đó là các bạn sẽ chuyển qua móc mặt thứ hai cho mình. Và tiếp theo đó là đến bước thứ sáu, đó là các bạn sẽ nối mặt thứ nhất và mặt thứ hai này lại với nhau. Thì đầu tiên đó là các bạn sẽ nối hai phần vai trước, sau đó thì các bạn sẽ nối hai phần rì nằm ở hai bên. Như vậy là các bạn đã xong bước thứ sáu rồi. Sau đó thì các bạn sẽ chuyển qua bước thứ bảy, đó là các bạn sẽ móc phần viền cổ áo cho mình. Tiếp theo đó là các bạn sẽ đến bước thứ 8, đó là các bạn sẽ móc phần viền cho hai bên phần nách. Và như vậy là các bạn đã hoàn thành xong một chiếc áo ghi lê cổ tròn và có sỉ tà như thế này rồi. Thì trước khi mà bắt đầu hướng dẫn các bạn móc cụ thể hơn, mình có một lưu ý muốn nói với các bạn. Đó là tổng số mũi mà các bạn gầy để không bị dư mũi và thiếu mũi khi móc phần họa tiết cho chiếc áo này. Thì mình gọi tổng số mũi mà các bạn gầy là một số A. Thì A phải bằng một số B chia hết cho 4 và cộng thêm cho 1. Ở đây mình chọn con số B là 72, là số chia hết cho 4 và cộng thêm cho 1 sẽ ra được là 73. Như vậy bước đầu tiên đó là các bạn sẽ gầy lên tổng cộng là 73 mũi móc xích cho mặt thứ nhất. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu hướng dẫn các bạn móc cụ thể hơn nha. Thì chất liệu đây mình sử dụng đó là len miêu cô tông 50g. Và để móc được một chiếc áo ghi lê cổ tròn thì các bạn cần phải có 6 cuộn len miêu cô tông 50g như thế này. Và kim móc ở đây mình sử dụng có độ dày đó là 4mm. Thì như khi nãy mình đã nói, bước đầu tiên đó là các bạn sẽ bước vào và móc mặt thứ nhất cho mình. Thì để móc mặt thứ nhất, trước hết đó là các bạn cần phải lấy mũi đầu tiên cho mình. Và cách lấy mũi đầu tiên sẽ là như sau. Bước đầu đó là các bạn sẽ căng len ra như thế này. Sau đó thì các bạn sẽ dùng kim móc và quấn quanh len một vòng. Sau khi mà các bạn đã tạo được một phần lỗ như thế này rồi, thì các bạn sẽ dùng kim móc và kéo len qua phần lỗ như thế này cho mình. Như vậy là các bạn đã có được một mũi đầu tiên như thế này rồi. Và bước tiếp theo đó là các bạn sẽ gầy lên cho mình tổng cộng là 73 mũi móc xích. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sau khi mà các bạn đã móc lên đủ cho mình 73 mũi móc xích rồi, thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ bước vào móc lên cho mình vòng thứ nhất của phần viền áo. Và để móc vòng thứ nhất, đầu tiên đó là các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi móc xích nữa. 1, 2 và 3. Sau đó thì các bạn sẽ bỏ qua cho mình 4 chân móc xích đầu tiên. 1, 2, 3 và 4. Sau đó thì các bạn sẽ đâm vào chân móc xích thứ 5 là nằm ở đây, kéo len qua và móc lên cho mình một mũi móc kép. Tiếp tục đó là các bạn sẽ đâm vào chân móc kế tiếp và móc lên cho mình mũi móc kép tiếp theo. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước như nãy giờ mình đã hướng dẫn. Đó là các bạn sẽ đâm vào mỗi một chân móc và móc lên cho mình mỗi một mũi móc kép cho đến cuối dòng. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc đến cuối dòng nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ nhất rồi, thì tổng số chân mũi mà các bạn đang có là 73 chân mũi. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ hai. Và để móc dòng thứ hai, đầu tiên đó là các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi móc xích. Sau đó thì xoay ngược phần móc lại và các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ hai và móc lên cho mình một mũi móc kép luồng phía sau. Thì để móc mũi móc kép luồng phía sau thì các bạn sẽ để kim móc ra đằng sau như thế này. Sau đó thì các bạn sẽ đâm kim ngược về lại phía trước. Và cuối cùng đó là các bạn sẽ đâm kim ngược về lại phía sau. Và cây kim móc sẽ đâm xuyên qua chân mũi thứ hai nằm ở đằng sau như thế này. Sau đó thì các bạn sẽ kéo lên qua và móc lên cho mình một mũi móc kép như bình thường. Tiếp theo đó, với chân móc thứ ba và chân móc thứ tư, các bạn cũng sẽ móc tương tự như vậy cho mình. Đó là các bạn sẽ đâm vào hai chân móc này và móc liên tục cho mình hai mũi móc kép luồng phía sau trên hai chân móc.
Sau đó thì các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ năm này và móc lên cho mình một mũi móc kép lần phía trước. Thì để móc mũi móc kép lần phía trước thì các bạn sẽ để kim ra đằng trước như thế này, sau đó thì đâm kim ngược về lại phía sau và cuối cùng là đâm kim ngược về lại phía trước và cây kim móc sẽ đâm xuyên qua chân mũi thứ năm như thế này. Và sau đó thì các bạn sẽ kéo lên qua móc lên cho mình một mũi móc kép như bình thường. Tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm vào ba chân móc kế tiếp, đó là chân móc thứ 6, thứ 7 và thứ 8, móc liên tục cho mình 3 mũi móc kép lần phía sau trên 3 chân móc. Và bắt đầu từ chân móc thứ 6 này thì các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước theo thứ tự giống như là từ chân móc thứ 2 cho đến chân móc thứ 5, đó là các bạn sẽ móc xen kẽ giữa 3 mũi móc kép luồng phía sau rồi lại đến một mũi móc kép luồng phía trước, và các bạn cứ lặp lại các bước xen kẽ như vậy cho đến hết vòng thứ hai, và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong vòng thứ hai nha. Sau khi mà các bạn đã móc vòng thứ hai và còn lại một chân móc cuối cùng như này rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm vào chân móc cuối cùng này, cũng chính là mũi móc xích thứ tư tính từ dưới tính lên trong tổng số 4 mũi móc xích đầu tiên mà các bạn đã bỏ qua ở vòng thứ nhất á, thì các bạn sẽ đâm vào chân móc này, sau đó thì móc lên cho mình một mũi móc kép. Như vậy là các bạn đã móc xong vòng thứ hai rồi. Thì sau khi mà các bạn đã móc xong vòng thứ hai, tổng số chân mũi như các bạn đang có là 73 chân mũi. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình vòng thứ ba. Để móc vòng thứ ba đầu tiên đó là các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi móc xích, sau đó thì xoay ngược phần móc lại và các bạn sẽ đâm vào ba chân móc kế tiếp, đó là chân móc thứ hai, thứ ba và thứ tư, móc liên tục cho mình 3 mũi móc kép luồng phía trước trên 3 chân móc. Sau đó thì các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ năm này và móc lên cho mình một mũi móc kép luồng phía sau. Thì bắt đầu từ chân móc thứ 6 này, các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước tương tự giống như là từ chân móc thứ 2 đến chân móc thứ 5 mình đã hướng dẫn, đó là các bạn sẽ móc xen kẽ giữa 3 mũi móc kép luồng phía trước rồi lại đến một mũi móc kép luồng phía sau, và các bạn cứ lặp lại các bước xen kẽ như vậy cho đến hết vòng thứ 3. Và bắt đầu từ vòng thứ 3 này trở đi thì các bạn sẽ lặp lại các bước xen kẽ của dòng thứ 2 và dòng thứ 3 cho đến hết dòng thứ 8. Thì đối với dòng chẵn thì các bạn sẽ móc tương tự giống như là dòng thứ 2 mình đã hướng dẫn, còn đối với dòng lẻ thì các bạn sẽ móc tương tự giống như là dòng thứ 3 mình đã hướng dẫn. Và tổng số chân mũi sau khi mà các bạn móc xong cho mỗi dòng sẽ luôn được giữ nguyên là 73 chân mũi. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 8 nha. Thì sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 8 rồi thì các bạn đã móc xong phần viền áo, và bắt đầu từ dòng thứ 9 trở đi thì các bạn sẽ bước vào và móc phần thân dưới cho chiếc áo. Và cụ thể cách móc dòng thứ 9 sẽ là như sau. Đầu tiên đó là các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi móc xích, sau đó thì xoay ngược phần móc lại và các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ hai này và móc lên cho mình một mũi móc kép luồng phía trước. Tiếp tục đó là các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ ba và móc lên cho mình một mũi móc kép, sau đó thì các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ tư và móc lên cho mình một mũi móc kép luồng phía trước. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước xen kẽ như nãy giờ mình đã hướng dẫn, đó là đối với chân mũi chẵn thì các bạn sẽ đâm vào và móc lên cho mình một mũi móc kép luồng phía trước, còn đối với chân mũi lẻ thì các bạn sẽ đâm vào và móc lên cho mình một mũi móc kép. Và các bạn cứ lặp lại các bước xen kẽ như vậy cho đến khi nào mà các bạn móc dòng thứ 9 và còn lại một chân móc cuối cùng thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc dòng thứ 9 và còn lại một chân móc cuối cùng như thế rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm vào chân móc cuối cùng, cũng chính là mũi móc xích thứ 3 trong tổng số 3 mũi móc xích đầu tiên mà các bạn đã móc lên ở dòng thứ 8 á, thì các bạn sẽ đâm vào chân móc này và móc lên cho mình một mũi móc kép. Và như vậy là các bạn đã móc xong dòng thứ 9 rồi. Thì sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 9, tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 73 chân mũi. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ 10. Để móc dòng thứ 10 đầu tiên đó là các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi móc xích, sau đó thì xoay ngược phần móc lại và các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ 2 và móc lên cho mình một mũi móc kép luồng phía sau. Sau đó thì các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ 3 và móc lên cho mình một mũi móc kép. Tiếp tục đến chân móc thứ tư thì các bạn sẽ đâm vào và móc lên cho mình một mũi móc kép luồng phía sau. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu
lặp lại các bước như nãy giờ mình đã hướng dẫn. Đó là đối với chân mũi chẵn thì các bạn sẽ đâm vào và móc lên cho mình một mũi móc kép luồn phía sau. Còn đối với chân mũi lỉ thì các bạn sẽ đâm vào và móc lên cho mình một mũi móc kép. Và các bạn cứ lặp lại các bước như vậy cho đến hết vòng thứ 10. Và bắt đầu từ vòng thứ 10 này trở đi thì các bạn sẽ lặp lại các bước xen kẽ của vòng thứ 9 và vòng thứ 10. Đó là đối với vòng chẵn thì các bạn sẽ móc tương tự giống như là vòng thứ 10. Còn đối với vòng lẻ thì các bạn sẽ móc tương tự giống như là vòng thứ 9. Và các bạn sẽ lặp lại cho đến hết vòng thứ 22. Và tổng số chân mũi sau khi mà các bạn móc xong cho mỗi vòng sẽ luôn được giữ nguyên là 73 chân mũi. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc đến hết vòng thứ 22 nha. Thì sau khi mà các bạn đã móc xong vòng thứ 22 rồi thì các bạn đã móc xong phần thân dưới của chiếc áo. Và bước tiếp theo đó là các bạn sẽ kết len lại bằng cách là móc lên cho mình một mũi móc xích. Sau đó thì các bạn sẽ kéo len ra một đoạn và dùng kéo cắt đi phần đoạn len thừa này cho mình. Tiếp theo đó là các bạn sẽ kéo mối nối này lại cho thật chặt. Sau đó thì các bạn sẽ xoay lại mặt trước của phần thứ nhất này cho mình. Thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ móc phần thân trên cho chiếc áo. Thì ở phần thân trên này các bạn sẽ tạo hai phần nách cũng như là phần cổ tròn cho chiếc áo. Thì để tạo được hai phần nách thì các bạn cần phải chia mặt thứ nhất này ra làm 3 phần. Thì tính từ tay phải của mình tính qua là phần thứ nhất, tiếp tục là phần thứ hai và cuối cùng là phần thứ ba. Thì phần thứ nhất và phần thứ ba có tổng số chân mũi là giống nhau là 5 chân mũi. Và phần thứ hai có tổng số chân mũi là 63 chân mũi. Thì các bạn sẽ trừ phần thứ nhất và phần thứ ba ra và không móc, các bạn chỉ móc phần thứ hai thôi. Và cách móc phần thứ hai sẽ là như sau. Đầu tiên đó là các bạn cần phải lấy mũi đầu tiên cho mình. Sau khi mà các bạn đã lấy xong mũi đầu tiên rồi thì các bạn sẽ lấy kim móc ra khỏi mũi đầu tiên và các bạn sẽ đâm vào chân mũi đầu tiên của phần thứ hai là nằm ở đây. Sau đó thì các bạn sẽ kéo mũi đầu tiên mà các bạn vừa mới gầy qua chân mũi đầu tiên này cho mình. Và bắt đầu từ đây các bạn sẽ móc lên cho mình vòng thứ 23. Thì để tạo được phần nách thì cách móc vòng thứ 23 sẽ là như sau. Đầu tiên đó là các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích, sau đó thì đâm vào chân móc thứ nhất này và móc lên cho mình một mũi móc đơn. Tiếp tục đến chân móc thứ hai thì các bạn sẽ đâm vào và móc lên cho mình một mũi nửa kép. Sau đó đến chân móc thứ ba thì các bạn sẽ đâm vào và móc lên cho mình một mũi móc kép. Thì ở chân móc thứ tư các bạn lại tiếp tục đâm vào và móc lên cho mình một mũi móc kép nữa. Sau đó đến chân móc thứ năm thì các bạn sẽ đâm vào và móc lên cho mình một mũi móc kép luôn phía trước. Và đến đây thì các bạn sẽ lặp lại các bước xen kẽ giữa một mũi móc kép và một mũi móc kép luồn phía trước cho đến hết chân mũi thứ 60. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc đến hết chân mũi 60 của phần thứ 2 nha. Và sau khi mà các bạn đã móc đến hết chân mũi thứ 60 của dòng thứ 23 rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm vào chân mũi thứ 61 này và móc lên cho mình một mũi móc kép. Tiếp tục đến chân mũi thứ 62 thì các bạn sẽ đâm vào và móc lên cho mình một mũi nữa kép. Và cuối cùng đó là chân mũi thứ 63 thì các bạn sẽ đâm vào và móc lên cho mình một mũi móc đơn. Và như vậy là các bạn đã móc xong dòng thứ 23 rồi. Thì sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 23, tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 63 chân mũi. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ 24. Thì ở dòng thứ 24 này các bạn sẽ giảm mũi cho mình, mỗi một bên phần rìa các bạn sẽ giảm đi cho mình 4 chân mũi. Và cụ thể cách móc dòng thứ 24 sẽ là như sau. Đầu tiên đó là các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích, sau đó thì xoay ngược phần móc lại và các bạn sẽ đâm vào 3 chân móc thứ nhất, thứ hai và thứ ba, móc liên tục cho mình 3 mũi dời trên 3 chân móc. Như vậy là các bạn vừa mới giảm đi cho mình 3 chân mũi rồi. Tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ tư này và móc lên cho mình một mũi dời nữa. Sau đó thì các bạn lại móc lên cho mình 2 mũi móc xích. Thì khi mà các bạn móc lên 2 mũi móc xích tức là các bạn đã giảm đi cho mình 1 chân mũi
Và như vậy là tổng cộng các bạn đã giảm đi cho mình 4 chân mũi rồi. Tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ 5 này và móc lên cho mình một mũi móc kép. Sau đó thì các bạn lại tiếp tục đâm vào chân móc thứ 6 và móc lên cho mình một mũi móc kép nữa. Sau đó thì các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ 7 này và móc lên cho mình một mũi móc kép luôn phía sau. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước xen kẽ giữa một mũi móc kép luôn phía sau rồi đến một mũi móc kép, cho đến khi nào mà các bạn móc dòng thứ 24 này và còn lại 5 chân móc cuối cùng thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Thì sau khi mà các bạn đã móc đến hết chân mũi thứ 58 của dòng thứ 24 rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ giảm đi cho mình 4 chân mũi. Và cụ thể cách giảm mũi sẽ là như sau. Đầu tiên đó là các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ 59 này và kéo lên qua một lần, tiếp tục đến chân móc thứ 60 cũng như vậy. Sau khi đã có 3 đầu len cùng kim như thế này rồi thì các bạn sẽ dùng kim móc và kéo lên qua 3 đầu len này cho mình. Như vậy là các bạn đã giảm xong cho mình một chân mũi rồi. Với 3 chân mũi còn lại đó là chân mũi thứ 61, 62 và 63 thì các bạn sẽ không móc, bởi vì là các bạn sẽ giảm đi cho mình 3 chân mũi nữa. Và như vậy là các bạn đã móc xong dòng thứ 24 rồi. Và sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 24 thì tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 55 chân mũi. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ 25. Thì ở dòng thứ 25 này các bạn lại tiếp tục giảm mũi cho mình. Mỗi một bên phần rìa các bạn sẽ giảm đi cho mình một chân mũi. Và cụ thể cách móc dòng thứ 25 sẽ là như sau. Đầu tiên đó là các bạn sẽ móc lên cho mình hai mũi móc xích. Thì như vậy khi mà các bạn móc lên hai mũi móc xích tức là các bạn đã giảm đi cho mình một chân mũi rồi. Tiếp tục đó là các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ 2 và móc lên cho mình một mũi móc kép. Sau đó thì các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ 3 và móc lên cho mình một mũi móc kép luôn phía trước. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước xen kẽ cho đến khi nào mà các bạn móc dòng thứ 25 và còn lại hai chân móc cuối cùng thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc đến hết chân mũi thứ 53 của dòng thứ 25 rồi thì các bạn sẽ đâm vào chân mũi thứ 54 và thứ 55 này và giảm đi cho mình một chân mũi. Và như vậy là các bạn đã móc xong dòng thứ 25 rồi. Thì sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 25, tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 53 chân mũi. Và sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 25 thì các bạn đã tạo được phần nách cho chiếc áo rồi. Như vậy bắt đầu từ dòng thứ 26 này trở đi thì các bạn không cần phải giảm mũi nữa, mà các bạn chỉ đâm vào các chân mũi và móc lên cho mình xen kẽ tương tự giống như là dòng thứ 9 và dòng thứ 10 mình đã hướng dẫn. Và cụ thể cách móc dòng thứ 26 sẽ là như sau. Đầu tiên đó là các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi móc xích. Sau đó thì xoay ngược phần móc lại và các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ 2 này, móc lên cho mình một mũi móc kép luôn phía sau. Sau đó thì các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ 3 và móc lên cho mình một mũi móc kép. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước xen kẽ giữa một mũi móc kép luôn phía sau với một mũi móc kép cho đến hết dòng thứ 26. Và bắt đầu từ dòng thứ 26 này trở đi thì các bạn sẽ lặp lại các bước xen kẽ của dòng thứ 9 và dòng thứ 10 cho đến hết dòng thứ 37. Và tổng số chân mũi sau khi mà các bạn móc xong cho mỗi dòng sẽ luôn được giữ nguyên là 53 chân mũi. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc đến hết dòng thứ 37 nha. Sau khi mà các bạn đã móc đến hết dòng thứ 37 rồi thì bước tiếp theo bắt đầu từ dòng thứ 38 trở đi thì các bạn sẽ tạo phần cổ áo cho mình. Thì để tạo được phần cổ áo thì các bạn cần phải chia phần móc này ra làm 3 phần. Thì tính từ tay phải của mình tính qua, đó là phần A, tiếp tục là phần B và cuối cùng là phần C. Thì phần A và phần C có tổng số chân mũi là giống nhau là 21 chân mũi. Và phần B là có tổng số chân mũi là 11 chân mũi. Thì đây là mình sẽ móc phần A và phần C và các bạn sẽ trừ lại phần B và không móc cho mình để tạo được phần cổ tròn cho chiếc áo. Thì đầu tiên đó là mình sẽ hướng dẫn các bạn móc phần A trước nha. Và để móc phần A, đầu tiên đó là các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi móc xích. Sau đó thì xoay ngược phần móc lại và đâm vào chân móc thứ 2, móc lên cho mình một mũi móc kép luôn phía sau. Tiếp tục đó là các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ 3 và móc lên cho mình một mũi móc kép. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước xen kẽ giống như là các dòng bên dưới mình đã hướng dẫn, cho đến khi nào mà các bạn móc dòng thứ 38 của phần A này và còn lại 3 chân móc cuối cùng thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha.
Sau khi mà các bạn đã móc đến hết chân mũi thứ 18 của dòng thứ 38 và còn lại 3 chân móc cuối cùng như thế này rồi, thì bước tiếp theo các bạn sẽ bắt đầu giảm mũi cho mình. Đó là các bạn sẽ giảm đi cho mình 2 chân mũi bằng cách là các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ 19 này và kéo lên qua một lần, tiếp tục đến chân móc thứ 20 cũng như vậy, và cuối cùng đó là chân móc thứ 21. Sau khi đã có 4 đầu len lên cùng kim như thế này rồi thì các bạn sẽ dùng kim móc và kéo lên qua 4 đầu len này cho mình. Như vậy là ở đây các bạn đã giảm đi cho mình 2 chân mũi rồi, và các bạn đã móc xong dòng thứ 38 của phần A, và tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 19 chân mũi. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ 39. Thì ở dòng thứ 39 của phần rì phía bên tay trái này, các bạn lại tiếp tục giảm đi cho mình 2 chân mũi bằng cách là đầu tiên các bạn sẽ móc lên cho mình 2 mũi móc xích, sau đó thì xoay ngược phần móc lại và các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ 2 này, kéo lên qua một lần, tiếp tục đến chân móc thứ 3 cũng như vậy. Sau khi đã có 3 đầu len cùng một kim như thế này rồi thì các bạn sẽ dùng kim móc và kéo lên qua 3 đầu len này cho mình. Như vậy là các bạn đã giảm xong cho mình 2 chân mũi rồi. Tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm vào chân mũi thứ 4 này và móc lên cho mình một mũi móc kép luôn phía trước. Tiếp tục đến chân móc thứ 5 thì các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc kép. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước xen kẽ như nãy giờ mình đã hướng dẫn cho đến hết dòng thứ 39. Và bắt đầu từ dòng thứ 39 này trở đi thì các bạn sẽ lặp lại các bước xen kẽ của dòng thứ 38 và dòng thứ 39. Đó là mỗi một dòng các bạn sẽ giảm mũi ở phần rì phía bên tay trái cho mình, và các bạn sẽ giảm đi cho mình đó là 2 chân mũi cho mỗi dòng. Và các bạn sẽ giảm mũi cho đến hết dòng thứ 44. Và sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 44 rồi, tổng số chân mũi mà các bạn sẽ có là 7 chân mũi. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ 45 và dòng thứ 46. Thì ở hai dòng này các bạn sẽ không tiếp tục giảm mũi nữa, mà các bạn sẽ móc tương tự giống như là cách móc của dòng thứ 9 và dòng thứ 10. Và tổng số chân mũi cho mỗi dòng sẽ luôn được giữ nguyên là 7 chân mũi. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc đến hết dòng thứ 46 nha. Thì sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 46 rồi thì các bạn đã móc xong phần A. Và bước tiếp theo đó là các bạn sẽ kết liên lại bằng cách là móc lên cho mình một mũi móc xích, sau đó thì các bạn sẽ kéo lên ra một đoạn và dùng kéo cắt đi phần đoạn len thừa này cho mình. Tiếp theo đó là các bạn sẽ kéo mô nối này lại cho thật chặt. Và bước tiếp theo nữa đó là các bạn sẽ chuyển qua móc phần C cho mình. Thì cách giảm mũi của phần C cũng sẽ tương tự giống như là phần A, và bên giảm mũi là bên ngược lại so với phần A. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong phần C nha. Thì sau khi mà các bạn đã móc xong phần C rồi thì các bạn đã hoàn thành xong mặt thứ nhất. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình mặt thứ hai. Thì ở mặt thứ hai này mình đã móc gần xong rồi, thì cách móc mặt thứ hai đó là từ dòng thứ nhất đến dòng thứ 12 các bạn sẽ móc phần viền áo cho mình, và cách móc cũng sẽ tương tự giống như là mặt thứ nhất mình đã hướng dẫn. Và sau đó thì bắt đầu từ dòng thứ 13 trở đi thì các bạn sẽ lặp lại các bước tương tự giống như là mặt thứ nhất mình đã hướng dẫn, và các bạn sẽ lặp lại cho đến hết dòng thứ 47 là nằm ở đây. Sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 47 rồi thì các bạn sẽ chia phần móc này ra làm 3 phần. Thì tính từ tay phải của mình tính qua, đó là phần A, tiếp tục là phần B, cuối cùng là phần C. Thì phần A và phần C có tổng số chân mũi là giống nhau là 13 chân mũi, và phần B có tổng số chân mũi là 27 chân mũi. Thì cách móc phần A đó là mỗi một dòng các bạn sẽ giảm đi cho mình 2 chân mũi nằm ở phần rì phía bên tay trái. Và sau khi mà các bạn đã móc đến hết dòng thứ 50 thì tổng số chân mũi mà các bạn sẽ có là 7 chân mũi. Và sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 50 thì các bạn đã móc xong phần A. Và sau khi mà các bạn đã móc xong phần A của mặt thứ hai rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ nối phần A của mặt thứ hai với lại phần C của mặt thứ nhất. Và cách nối sẽ là như sau. Đầu tiên đó là các bạn sẽ ấp hai mặt này lên nhau, và hai mặt trái thì sẽ hướng ra bên ngoài, còn hai mặt phải thì sẽ hướng vào bên trong. Và sau đó thì các bạn sẽ xoay ngược phần móc lại và các bạn sẽ đâm vào chân mũi đầu tiên của mặt C ở mặt thứ nhất. Sau đó thì các bạn sẽ kéo mũi đầu tiên của phần A ở mặt thứ hai qua chân mũi đầu tiên của phần C ở mặt thứ nhất.
Sau đó thì các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích. Và tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm vào chân mũi đầu tiên của phần C và chân mũi đầu tiên của phần A. Sau đó thì các bạn sẽ kéo len qua móc lên cho mình một mũi móc đơn. Tiếp tục đến chân móc thứ hai, các bạn cũng sẽ móc tương tự như vậy cho mình. Thì ở mặt bên trên các bạn đâm vào chân mũi thứ bao nhiêu thì mặt bên dưới các bạn cũng sẽ đâm vào chân mũi tương ứng nha. Và ở đây có tổng cộng là 7 chân mũi thì các bạn sẽ đâm vào các chân mũi của mặt bên trên và mặt bên dưới và móc đủ cho mình 7 mũi móc đơn. Sau khi mà các bạn đã nối xong phần C với lại phần A với nhau rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ kết len lại bằng cách là móc lên cho mình một mũi móc xích. Sau đó thì các bạn sẽ kéo len ra một đoạn và các bạn sẽ dùng kéo và cắt đi đoạn len thừa này cho mình. Tiếp theo đó là các bạn sẽ kéo mô nối này lại cho thật chặt. Và như vậy là các bạn đã nối xong phần C với lại phần A với nhau rồi. Tiếp theo đó là các bạn sẽ móc lên phần C của mặt thứ hai. Và sau đó thì các bạn sẽ nối phần C của mặt thứ hai với lại phần A của mặt thứ nhất. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã nối xong phần C của mặt thứ hai với lại phần A của mặt thứ nhất nha. Thì sau khi mà các bạn đã nối xong hai phần vai rồi thì các bạn sẽ chuyển qua bước tiếp theo, đó là các bạn sẽ nối hai phần rì nằm ở hai bên áo của mặt thứ nhất và mặt thứ hai này lại với nhau. Thì đầu tiên đó là mình sẽ hướng dẫn các bạn nối phần rì nằm ở phía bên tay trái trước nha. Và ở mặt thứ nhất thì các bạn sẽ bắt đầu nối từ dòng thứ 22 cho đến dòng thứ 9. Còn ở mặt thứ hai là các bạn sẽ bắt đầu nối từ dòng thứ 26 cho đến dòng thứ 13. Và cụ thể cách nối sẽ là như sau. Đầu tiên đó là các bạn cần phải lấy mũi đầu tiên cho mình. Sau đó thì các bạn sẽ lấy kim móc ra khỏi mũi đầu tiên và các bạn sẽ đâm vào chân mũi đầu tiên của mặt thứ nhất nằm ở dòng thứ 22 và chân mũi đầu tiên của mặt thứ hai nằm ở dòng thứ 26. Sau đó thì các bạn sẽ kéo mũi đầu tiên mà các bạn vừa mới gầy qua hai chân mũi này cho mình. Tiếp theo đó là các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích. Tiếp tục các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ nhất của mặt bên trên và mặt bên dưới. Sau đó thì kéo lên qua móc lên cho mình một mũi móc đơn. Thì để nhận biết được là các bạn sẽ đâm vào chân móc nào để nối hai mặt này lại với nhau thì các bạn sẽ dựa vào cấu tạo mũi mà các bạn đã móc lên mặt thứ nhất và mặt thứ hai, đó là các bạn đã móc lên bằng cái mũi móc kép, thì một chân mũi các bạn sẽ đâm vào phần đầu của mũi móc kép, còn một chân mũi thì các bạn sẽ đâm vào phần giữa của mũi móc kép. Thì chân mũi đầu tiên mình đã đâm vào phần đầu rồi thì chân mũi thứ hai là mình sẽ đâm vào phần giữa. Sau đó thì các bạn sẽ kéo lên qua và móc lên cho mình một mũi móc đơn. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước như nãy giờ mình đã hướng dẫn. Đó là các bạn sẽ đâm vào mỗi một chân móc của mặt bên trên và mặt bên dưới và móc lên cho mình các mũi móc đơn. Và các bạn sẽ móc cho đến hết chân móc cuối cùng của dòng thứ 9. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc đến hết chân móc cuối cùng của dòng thứ 9 nằm ở mặt thứ nhất nha. Sau khi mà các bạn đã nối xong phần rì nằm ở phía bên tay trái rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ kết liền lại cho mình bằng cách là móc lên cho mình một mũi móc xích. Sau đó thì các bạn sẽ kéo lên ra một đoạn và dùng kéo cắt đi phần đoạn len thừa này cho mình. Tiếp theo đó là các bạn sẽ kéo mô nối này lại cho thật chặt. Và bước tiếp theo nữa đó là các bạn sẽ chuyển qua và nối phần rì nằm ở phía bên tay phải cho mình. Và cách nối cũng sẽ tương tự giống như là phần rì nằm ở phía bên tay trái mình đã hướng dẫn. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã nối xong phần rì nằm ở phía bên tay phải của mình nha. Sau khi mà các bạn đã nối xong phần rì nằm ở phía bên tay phải rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ lộn lại mặt phải của chiếc áo. Và tiếp theo nữa đó là các bạn sẽ bước vào và móc phần viền của áo cho mình. Thì để móc phần viền của áo, trước hết đó là các bạn cần phải lấy mũi đầu tiên cho mình. Sau đó thì các bạn sẽ lấy kim móc ra khỏi mũi đầu tiên và các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên
của phần C nằm ở mặt thứ nhất là nằm ở đây. Sau đó thì các bạn sẽ kéo mũi đầu tiên mà các bạn vừa mới gầy qua chân mũi đầu tiên này cho mình. Tiếp theo đó là các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi móc xích. Và tiếp theo nữa đó là các bạn sẽ đâm vào các chân mũi nằm ở phần giữa và phần đầu của mình móc kép và móc lên cho mình các mũi móc kép. Thì đầu tiên đó là các bạn sẽ đâm vào phần giữa của mũi móc kép. Tiếp tục đó là các bạn sẽ đâm vào chân mũi nằm ở phần đầu của mũi móc kép. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước như nãy giờ mình đã hướng dẫn. Đó là các bạn sẽ đâm vào mỗi một chân mũi của phần giữa và phần đầu của mũi móc kép và móc lên cho mình các mũi móc kép. Và các bạn sẽ móc đến hết phần C. Sau đó là đến phần B của mạch thứ nhất là gồm có 21 chân mũi, thì các bạn sẽ đâm vào 21 chân mũi này và móc đủ cho mình 21 mũi móc kép. Tiếp tục là đến phần A, thì phần A các bạn sẽ móc tương tự giống như là phần C mình đã hướng dẫn. Sau đó là đến phần C của mạch thứ hai, thì ở phần C này các bạn cũng sẽ móc tương tự giống như là phần C của mạch thứ nhất mình đã hướng dẫn. Tiếp tục là đến phần B của mạch thứ hai là gồm có 27 chân mũi và các bạn sẽ đâm vào 27 chân mũi này và móc đủ cho mình 27 mũi móc kép. Và cuối cùng đó là phần A. Và phần A thì các bạn sẽ móc tương tự giống như là phần C của mạch thứ nhất mình đã hướng dẫn. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc đến hết phần A của mạch thứ hai nha. Sau khi mà các bạn đã móc đến hết phần A của mạch thứ hai rồi thì các bạn đã móc xong dòng thứ nhất của phần viền của áo. Và tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 90 chân mũi. Và để kết thúc dòng thứ nhất thì các bạn sẽ đâm vào chân mũi đầu tiên của mũi móc xích thứ ba là nằm ở đây. Sau đó thì các bạn sẽ kéo lên qua và móc cho mình một mũi dời. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ hai. Để móc dòng thứ hai đầu tiên đó là các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi móc xích. Sau đó thì các bạn sẽ đâm vào 3 chân móc kế tiếp đó là chân móc thứ hai, thứ ba và thứ tư, móc liên tục cho mình 3 mũi móc kép luồn phía trước trên 3 chân móc. Tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ năm này và móc lên cho mình một mũi móc kép luồn phía sau. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước xen kẽ giữa 3 mũi móc kép luồn phía trước rồi lại đến một mũi móc kép luồn phía sau, và các bạn cứ lặp lại các bước như vậy cho đến khi nào mà các bạn móc dòng thứ hai và còn lại 2 chân móc cuối cùng thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc dòng thứ hai và còn lại 2 chân móc cuối cùng như thế này rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ 89 này và móc lên cho mình một mũi móc kép luồn phía sau. Sau đó thì các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ 90 và móc lên cho mình một mũi móc kép luồn phía trước. Và như vậy là các bạn đã móc xong dòng thứ hai rồi, thì tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 90 chân mũi. Và để kết thúc dòng thứ hai thì các bạn sẽ đâm vào chân mũi đầu tiên của mũi móc xích thứ ba nằm ở đây. Sau đó thì các bạn sẽ kéo len qua và móc cho mình một mũi dời. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ ba. Thì ở dòng thứ ba này các bạn sẽ lặp lại các bước tương tự giống như là dòng thứ hai mình đã hướng dẫn. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ ba nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ ba rồi thì các bạn đã móc xong phần viền của áo. Và bước tiếp theo đó là các bạn sẽ kết len lại bằng cách là móc lên cho mình một mũi móc xích. Sau đó thì các bạn sẽ kéo len ra một đoạn và dùng kéo cắt đi phần đoạn len thừa này cho mình. Tiếp theo đó là các bạn sẽ kéo mũi nối này lại cho thật chặt. Và sau khi mà các bạn đã móc xong phần viền của áo rồi thì các bạn sẽ chuyển qua móc phần viền cho hai bên phần nách. Thì đầu tiên đó là mình sẽ hướng dẫn các bạn móc phần viền nằm ở phía bên tay phải trước nha. Thì để móc phần viền nách, trước hết đó là các bạn cần phải lấy mũi đầu tiên cho mình. Sau đó thì các bạn sẽ lấy kim móc ra khỏi mũi đầu tiên và các bạn sẽ đâm vào chân mũi đầu tiên của dòng thứ 22 nằm ở mặt trước này. Sau đó thì các bạn sẽ kéo mũi đầu tiên mà các bạn vừa mới gầy qua chân mũi đầu tiên này cho mình. Và bắt đầu từ đây các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ nhất của phần viền nách. Và để móc dòng thứ nhất, trước hết đó là các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi móc xích. Thì ở phần thứ nhất của mặt thứ nhất này gồm có 5 chân mũi và các bạn đã móc lên cho mình 3 mũi móc xích ở chân mũi đầu tiên rồi, thì các bạn sẽ còn lại đó là 4 chân mũi và các bạn sẽ đâm vào 4 chân mũi này và móc liên tục cho mình 4 mũi móc kép trên
bốn chân móc. Sau đó là đến ba chân mũi của dòng thứ 23, đó là gồm chân mũi móc đơn, mũi nửa kép và mũi móc kép. Thì các bạn sẽ đâm vào ba chân mũi này và tiếp tục móc lên cho mình ba mũi móc kép trên ba chân móc. Sau đó là đến các chân mũi của phần C ở mặt thứ nhất, thì các bạn sẽ đâm vào chân mũi nằm ở phần đầu và phần giữa của mũi móc kép và móc lên cho mình các mũi móc kép. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước như nãy giờ mình đã hướng dẫn, đó là các bạn sẽ đâm vào mỗi một chân mũi và móc lên cho mình các mũi móc kép cho đến hết phần C của mặt thứ nhất. Sau đó là đến phần A của mặt thứ hai, thì các bạn cũng sẽ móc tương tự giống như là phần C của mặt thứ nhất mình đã hướng dẫn. Tiếp tục đó là đến ba chân mũi của dòng thứ 27, thì các bạn sẽ đâm vào ba chân mũi này và móc liên tục cho mình ba mũi móc kép. Và sau đó cuối cùng đó là đến năm chân mũi của dòng thứ 26, và các bạn sẽ đâm vào năm chân mũi này và móc lên cho mình năm mũi móc kép. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ nhất. Và quay lại điểm bắt đầu là nằm ở đây nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ nhất của phần viền nách rồi, thì tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 110 chân mũi. Và để kết thúc dòng thứ nhất thì các bạn sẽ đâm vào chân mũi đầu tiên của mũi móc xích thứ ba là nằm ở đây. Sau đó thì các bạn sẽ kéo len qua và móc cho mình một mũi dời. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ hai. Và để móc dòng thứ hai đầu tiên đó là các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi móc xích. Sau đó thì các bạn sẽ đâm vào 3 chân móc kế tiếp, móc liên tục cho mình 3 mũi móc kép luồn phía trước trên 3 chân móc. Sau đó thì các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ 5 này và móc lên cho mình một mũi móc kép luồn phía sau. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước xen kẽ như nãy giờ mình đã hướng dẫn. Đó là các bạn sẽ móc giữa 3 mũi móc kép luồn phía trước rồi lại đến một mũi móc kép luồn phía sau. Và các bạn sẽ lặp lại các bước như vậy cho đến hết dòng thứ 2. Thì sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ hai rồi thì tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ ba, và cách móc dòng thứ ba cũng sẽ tương tự giống như là dòng thứ hai mình đã hướng dẫn. Và sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ ba thì các bạn đã móc xong phần viền nách nằm ở phía bên tay phải rồi, thì với phần viền nách nằm ở phía bên tay trái các bạn cũng sẽ móc tương tự giống như là phần viền nách nằm ở phía bên tay phải mình đã hướng dẫn. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong hai phần viền nách cho chiếc áo nha. Thì sau khi mà các bạn đã móc xong hai phần viền nách rồi thì các bạn sẽ bước vào bước cuối cùng, đó là các bạn sử dụng kim thâu và khâu lại những đoạn len bị thừa vào bên trong của chiếc áo. Thì như vậy các bạn đã hoàn thành xong một chiếc áo ghi lê cổ tròn và có xẻ tà như thế này rồi. Mình chúc các bạn sẽ thành công với lại sản phẩm của các bạn làm ra nha. Và nếu các bạn có thắc mắc gì thì hãy để lại comment ở phía bên dưới. Mình sẽ cố gắng trả lời các bạn trong thời gian sớm nhất. Và nếu thấy video của mình hữu ích thì các bạn hãy nhấn like. Và nếu đây là lần đầu tiên các bạn ghé đến kênh của mình thì đừng quên hãy nhấn nút subscribe hoặc là nút đăng ký để đón xem được những video hướng dẫn về móc len mới nhất từ kênh của mình nha. Ok, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye, see you.